Xin chào các bạn khán giả thân mến Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống Và chúng ta ngày hôm nay tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến tập 50 Bắc Tống Nhàn Vương Người khiết đan thượng võ Chu Đồng cũng là dũng sĩ thực thụ nhất Hiển nhiên rất được thiếu nữ khiết đan chào đón Tiệc rượu còn chưa kết thúc Chu Đồng đã bị một đám thiếu nữ rót cho uống say Còn dư lại thành viên sứ đoàn cũng gần giống nhau một đám uống ngã trái ngã phải triệu nhan cũng uống nhiều mấy chén cuối cùng được hoàng ngũ đức dìu trở lại lều trại <laughs> quận vương tiểu lượng khá nhất định là giả bộ say rồi nhìn bộ dáng người hôm nay hình như không muốn quen thân quá mức với vị thái tử liêu quốc kia xem ra người đã biết một vài tin tức về đối phương từ chỗ dĩnh vương đúng không hoàng ngũ đức vừa mới dìu triệu nhan vào lều lập tức mở miệng cười nói triệu nhan vừa rồi thật sự là giả say từ khi nghe Triệu Húc nhắc nhở, hắn luôn cảm thấy ở chung một chỗ với gia luật Tuấn hết sức khó chịu. Cho nên lúc này mới giả say để quay về sớm. Hiện tại bị Hoàng Ngũ Đức vạch trần, hắn cũng lên đứng thẳng người nói có chút bất mãn đối với Hoàng Ngũ Đức. Ôi, lão Hoàng ngươi, thật không có suy nghĩ à? Ngươi sớm biết gia luật Tuấn tính đỉnh như vậy, sao không nói cho ta biết trước? Đối với việc Triều Nhan oán giận, Hoàng Ngũ Đức lập tức kêu oan nói. Quần vương, ta bị oan mà, ta mặc dù biết ra luật tuấn một chút nhưng không nghĩ tới lần này gã lại đích thân tới đón tiếp về phần liêu quốc mặc dù đưa không ít thông tin nhưng phần lớn là về tranh giành trên triều đình liêu quốc cũng không để tâm tới việc nhỏ nhặt như chuyện gia luật tuấn tới đón tiếp sứ đoàn triều Nhân nghe đến đó cũng cảm thấy có lý hoàng ngũ đức quả thực không có thời gian báo cho hắn biết ngay sau đó sắc mặt cũng liền hòa hoãn lại chỉ có điều ngay sau đó hoàng ngũ đức lại mở miệng cười nói kỳ thực đối với quận vương mà nói gia luật tuấn có tâm cơ hay không đều không quan trọng dù sao lần này người và đối phương nhiều lắm có chút tiếp xúc, sau khi trở về nước sẽ khó có liên hệ gì với gia luật Tuấn rồi. Nhưng thật ra Dĩnh Vương Điện Hạ mới phải hiểu rõ một chút đối phương. Đây cũng là lời nói thật. Chỉ có điều bộ dáng phía trước của gia luật Tuấn khiến ta mê mẩn, thật không tưởng tượng được thái tử một nước lại thư sinh vô hại như vậy. Nhưng không nghĩ phía sau lại mọc ra một cái nanh vút quái thú. Triệu Nhan nghe nói đến đó cũng thoáng có chút suy nghĩ. Lời lão Hoàng nói đều là thật mình chỉ là một quận vương sau này bất luận ai làm hoàng đế liêu quốc đối với hắn cũng không ảnh hưởng nhiều ngoài ra triệu nhan còn biết trong lịch sử gia luật tuấn căn bản không có thời cơ ngồi lên ngôi vị hoàng đế mà lại bị gia luật ất tân hại chết mãi đến sau này gia luật ất tân sụp đổ lúc này mới sửa lại án xử sai nghĩ đến gia luật tuấn cuộc sống đau buồn trong lòng triệu nhan đối với gia luật tuấn cũng liền có cách nhìn khác dù bất luận đối phương hiểm độc thế nào sớm hay muộn vẫn phải chết trong tay quyền thần liêu quốc gia luật ất tân mà thôi nghĩ đến gia luật đất tân triệu nhan lập tức nghĩ tới thế cục liêu quốc bây giờ liền mở miệng nói lão hoàng hiện tại thế cục liêu quốc có biến hóa gì hay không đặc biệt là chỗ gia luật trọng nguyên người có khiến cho người ta chú ý triệu nhan trên đường đến đây đã dặn dò hoàng ngũ đức nhất định phải hết sức để ý tới tình hình triều đình liêu quốc đặc biệt là chỗ gia luật trọng nguyên nhất định phải để ý tới hiện tại lần này mới có thời cơ hỏi lý do <laughs> quần vương yên tâm lão nô đã bắt đầu đem gian tế nội bộ vào hoàng thành liêu quốc kín đáo giám sát tình hình thay đổi bên trong liêu quốc chỉ có điều bọn họ bầm báo, rất luật trọng nguyên trong khoảng thời gian này cũng không có hành động đặc biệt, mặc dù thường ngày tay cầm quyền cao, nhưng trong chiều vẫn còn có gia luật ất tân. Đám người Trương Hiếu Kiệt kiềm chế ông ta khiến cho gia luật trọng nguyên cũng không thể làm việc theo ý mình. Điều này khiến cho triều đình liêu quốc vẫn nằm ở thế cục đối lập nhau. Hoàng Ngũ Đức mỉm cười nói, triều nhân mặc dù không có quyền ra lệnh cho ông ta, nhưng ông ta đối với triều Nhan vô cùng xem trọng, với lại yêu cầu của triều nhân rất là bình thường. Gia luật trọng nguyên không có đồng tính bất thường, thế gian luật niết lỗ cổ người này đâu rồi? Người này cao ngạo và kiêu căng, đối với gia luật tuấn thái tử Liêu Quốc cũng không có bất kỳ kính nể, lại thêm phụ thân vừa là người cầm quyền cao, gã cũng được bổ nhiệm làm nam viện xu mật sứ, nắm giữ thay đổi không huyết quân binh, nếu đúng hai người phụ tử bọn hắn làm phản, chỉ sợ Liêu Quốc thật sự phải thay đổi. Triệu Nhan không thể đem chuyện hai phụ tử gia luật Trọng Nguyên làm phản nói cho Hoàng Ngũ Đức, chỉ có thể dùng biện pháp nhắc nhở đối phương. Nghe được lời nói phụ tử gia luật Trọng Nguyên có thể làm phản, Hoàng Ngũ Đức lập tức sững sờ. Ngay sau đó ông ta bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt giật mình nói. Quản vương người vừa nói cái này cũng làm cho ta nghĩ tới một chuyện. Ước độ ba năm trước đây, gia luật trọng nguyên đột nhiên sinh bệnh. Sau đó báo cho gia luật hồng cơ biết. Giờ vào lễ nghi, gia luật hồng cơ đích thân đi thăm thúc thúc. Nhưng mà lần đó gia luật hồng cơ đúng lúc có việc không thể đi. Về sau nội ứng chúng ta báo tin tức. Lần đó gia luật trọng nguyên tuyệt nhiên không có bệnh khi đó chúng ta cũng đã đoán được hai phụ tử gia luật trọng nguyên sẽ gây bất lợi cho gia luật hồng cơ đáng tiếc là không tra được ra bất kỳ tin tức xác thực nào bây giờ suy nghĩ một chút ngoài trừ lý do này không còn giải thích nào nữa gia luật trọng nguyên lúc đầu thì được tôn là hoàng thái đệ hiện tại lại được gia luật hồng cơ tôn làm hoàng thái thúc khoảng cách ngôi vị hoàng đế cũng chỉ là một bước ngắn lại thêm gia luật niết lỗ cổ cũng không cam chịu ở dưới hai phụ tử đều là tay cầm quyền cao vì vậy bọn họ đã có đầy đủ lý do và sức mạnh làm phản như vậy đối với đại tống ta mà nói nhất định là một cơ hội to lớn triều nhan nghe đến đó lại cười nói <cười> chỉ cần hoàng ngũ đức tin tưởng phụ tử gia luật trọng nguyên có khả năng làm phản đến chuyện tiếp theo không cần hắn nhúng tay thủ lĩnh gián điệp phía bên kia cũng biết nên làm chuyện này như thế nào rồi <laughs> Quân vương, ngày không đến Hoàng Thành Ti, quả thực chính là nhân tài không được trọng dụng rồi. Phụ tử do lật trọng nguyên nếu như phản loạn, liều quốc kia có thể sẽ náo nhiệt lắm đây. Hoàng Ngũ Đức lần nữa cảm khái nói, càng cùng Triệu Nhan ở chung, ông ta càng cảm thấy Triệu Nhan thật sự là một nhân tài thủ lĩnh gián điệp. Đặc biệt là Triệu Nhan có một số ý kiến, quả thực làm cho người ta không thể không tán thưởng Thật ra chuyện hai phụ tử gia luật trọng nguyên có khả năng làm phản, Hoàng Ngũ Đức và Hoàng Thành Ti sớm đã suy đoán rồi. Chỉ là bởi vì trước đây gia luật trọng nguyên, ngay cả mẫu thân mình cũng tố cáo. Chính vì vậy, không nghĩ tới làm phản, điều này khiến cho Hoàng Ngũ Đức căn bản không có nghĩ tới. Không ngờ cách nhiều năm sau, gia luật trọng nguyên lại làm phản. Điều này không làm cho triệu nhan đánh giá gia luật trọng nguyên, vẫn là hai chữ dằn vặt đoán chừng hoàng ngũ đức cũng bước vào lối suy nghĩ góc chết hoàn toàn không muốn Gia luật trọng nguyên gây sức ép như thế lão hoàng người đều có thể thay đổi đặc biệt năm đó liêu hương tông còn đồng ý với gia luật trọng nguyên muốn em ngôi vị truyền cho ông ta đáng tiếc là về sau không có thực hiện lời hứa gia luật hồng cơ sau khi lên ngôi lại chỉ trấn an ông ta một chút điều này chỉ làm thêm dung túng dạ tâm của gia luật trọng nguyên lại thêm gia luật niết lỗ cổ dạ tâm tràn đầy hừng hực đó là lý do ta cảm thấy đối phương tám phần là có khả năng làm phản chỉ có điều hiện tại trong triều có người hãm chân cho nên không biết có biện pháp gì giúp phụ tử bọn hắn một chút hay không Triệu nhan lại mở miệng nói <laughs> muốn bật bánh liêu quốc đảo lộn cũng không phải là một chuyện dễ biến đổi nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng hiện tại chẳng hạn như triều đình liêu quốc chia làm hai phái trong đó phụ tử gia luật trọng nguyên một phái còn lại liên minh không tập trung chính là chống đối phụ tử gia luật trọng nguyên trong đó có gia luật ất tân trương hiếu kiệt gia luật nhân tiên cùng với những đại thần kia dựa vào bọn họ hoàng ngũ đức lời chưa nói hết liền bị triệu nhan vẻ mặt nghi ngờ ngắt lời nói đợi một chút gia luật nhân tiên là ai ta còn nhớ con của trương hiếu kiệt không phải tên là trương nhân tiên ư tại sao lại xuất hiện một người gia luật nhân tiên nghe được câu hỏi của triệu nhan chỉ tế hoàng ngũ đức lại có chút xấu xa cười nói quần vương có điều không biết gia luật nhân tiên cũng không phải người bình thường phụ thân y gia luật quý dẫn từng làm nam viện tể tướng liêu quốc mà ông ta rất được lưu hưng tông coi trọng vào triều làm quan sau đó lập không ít công trạng kết quả một đường lên tới vị trí bắc liêu đại vương có thể nói là vị cực nhân thần đáng tiếc sau khi gia luật hồng cơ lên ngôi gia luật nhân tiên bị người mưu hại kết quả bị giáng chức làm bắc viện su mật sứ cho dù là như vậy gia luật nhân tiên vẫn là đại thần tâm phúc của gia luật hồng cơ hàng ngày được mời vào trong cung hỏi sách có thể nói là một trong những đối thủ lớn nhất của gia luật trọng nguyên nói tới đây chỉ thấy hoàng ngũ đức dừng một chút tiếp tục vừa cười vừa nói trương hiếu kiệt cũng là đối thủ lớn nhất của gia luật trọng nguyên nhìn từ điểm này gia luật nhân tiên và trương hiếu kiệt coi như trong chính trị là đồng minh Tuy nhiên trên thực tế, hai người này có mâu thuẫn sâu đậm, thậm chí đã đạt đến tình cảnh thủy hòa bất dung. Ví dụ như gian luật nhân tiên bị người mưu hại, nghe nói cũng chính là Trương Hiếu Kiệt âm thầm hạ thủ. Ngoài ra Trương Hiếu Kiệt vì ghét bỏ gian luật nhân tiên lại đặt tên con trai mình là Trương Nhân Tiên. Từ đó có thể biết, ông ta cùng mẫu thân của gia luật nhân tiên đã tới trình độ nào. Triệu Nhàn nghe đến đó, trong lòng có chút không dám tin. Trương Hiếu Kiệt chính là hắn thần nổi danh nhất liêu quốc. Nhưng cho dù cùng biết thân phận của ông ta, vẫn còn muốn dùng cái loại thủ đoạn thấp hèn này trả thù Gia luật nhân tiên giống như một người đàn bà tranh chua vậy. Căn bản không có chút khí phách nào để nói. Tuy nhiên, cái này chứng minh mâu thuẫn giữa Trương Hiếu Kiệt và gia luật nhân tiên đã trở nên gay gắt đến không sao nhượng bộ. Ngay lúc triệu nhan ngẩn ngơ, chỉ nghe Hoàng Ngũ Đức lại nói tiếp. Gia luật nhân tiên là một đối thủ của gia luật trọng nguyên. Hơn nữa, ông ta lại là kẻ thù không đội trời chung của Trương Hiếu Kiệt. Ngoài ra, nghe nói gia luật đất tân đối với gia luật nhân tiên cũng không phải là bạn bè tốt. Như vậy đối phó với gia luật nhân tiên cũng liền dễ dàng hơn. Chỉ cần gia luật nhân tiên biến mất trên triều đình, thì cân bằng trên triều đình liêu quốc ngay lập tức sẽ bị đánh vỡ. Đến lúc đó... <laughs> triều nhân nghe đến đó cũng không khỏi về hướng về phía Hoàng ngũ đức vươn ngón tay cái. Nghĩ thầm, hèn gì đối phương có thể nắm chắc quyền hoàng thành ti, có thể nói trong thời gian ngắn như vậy nghĩ đến phương pháp xử lý thế cục triều đình liêu quốc, đây cũng không phải là chuyện người bình thường có thể làm được. Tuy nhiên đang lúc này chỉ thấy Hoàng Ngũ Đức bỗng nhiên nhíu lông mày, tiếp đó có chút trần trừ hướng về phía triệu nhan mở miệng nói. Quận vương ngài ban nãy nhắc tới Trương Nhân Tiên, vừa lúc lão nô hôm nay nhận được tin tức về Trương Nhân Tiên, chỉ sợ sẽ làm cho quận vương chấn động. Trên kinh thành, trong hoàng cung. Trình quốc công chủ ra luật tư nhìn vào tân nương trong gương đồng. Trang phục rất là lộng lẫy, trên khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Chỉ khổ cho nàng, trên mặt toa phấn dày, chỉ sợ rớt xuống. Nhìn người bên cạnh săn sóc nàng dâu, vội vàng cầm lấy miếng dấp nước trang điểm lên bờ môi cho nàng căn dặn. Công chúa Điện Hạ gửi nhẫn hài một chút. Ngàn vạn lần bất luận đừng biểu lộ nét mặt gì bằng không thì trông thật khó coi. Đến lúc bái thiên địa, thì cũng bị người chê cười mất. Đối với lời của Hỷ Nương, gia luật tư lại có một loại cảm giác muốn khóc. Tuy nhiên, trong đôi mắt to đẹp kia, không có chảy ra một giọt nước mắt nào, bởi vì ngay mấy ngày trước, nước mắt của nàng cũng đã chảy hết rồi. Đáng tiếc là nhiều nước mắt như vậy, không đổi lấy bất kỳ sự đồng tình và thương xót nào, đặc biệt là phụ hoàng của mình, tâm lại càng như bàn thạch. Bất kể mình cầu xin như thế nào, ông vẫn kiên quyết như cũ, muốn đem mình gà cho người vô dụng. Cũng chính là đứa con của Bắc viện tể tướng Trương Hiếu Kiệt, tên là Trương Nhân Tiên. Nghĩ đến Trương Nhân Tiên, gia luật tư không nhìn được lại thở dài một tiếng. Nếu như trước đây, Trương Nhân Tiên vẫn là đại thần trong triều trẻ tuổi nhất có tiền đồ, chỉ sợ không đến lượt nàng gà cho đối phương. Đừng nhìn nàng là công chúa của Đại Liêu, nhưng mà công chúa Đại Liêu cũng không phải chỉ có nàng, trên thực tế bởi vì phụ thân nàng gia luật hồng cơ trầm mê tiểu sắc khiến cho liệu quốc rất nhiều hoàng tử và công chúa. Riêng công chúa đã có 23 người. Như vậy, trong số lượng công chúa rất lớn, địa vị tối cao là ba vị công chúa do hoàng hậu tiêu quan âm sinh hạ. Tiếp theo là công chúa phi tần sinh hạ, cuối cùng mới đến lượt giống như gia luật tư thế này. Mẫu thân chỉ là cung nữ bình thường sinh hạ công chúa. Ngày trước, trương nhân tiên không những xuất thân tốt mà còn vô cùng có tài năng có thể nói con đường phía trước bừng sáng không ít công chúa đến tuổi cũng muốn gả cho y Gia luật tư tuy rằng trong tỉ muội dung mạo xinh đẹp có tiếng nhưng bởi vì mẫu thân xuất thân thấp hèn cho nên chuyện tốt như vậy căn bản không tới phiên nàng chỉ có điều rất đáng tiếc chính là đột nhiên thời gian trước trương nhân tiên dính vào bệnh lạ mặc dù được thần y trực lỗ cổ ký một mạng nhưng cả người tê liệt chẳng những miệng không thể nói, thỉnh thoảng còn phát điên gào thét, nghe nói giống như ác quỷ. Đối với Trương Nhân Tiên, công chúa không còn có ý nguyện muốn gả. Nhưng Gia luật hồng cơ, vì lôi kéo Trương Hiếu Kiệt, lại muốn đem một vị công chúa gả cho Trương Nhân Tiên. Cuối cùng tuyển tới chọn đi. Gia luật tư không có bối cảnh gì liền trở thành vật hy sinh. Công chúa, giờ lành đã đến, đội ngũ rước dâu trương phủ đã tới, kính mời người chuẩn bị một chút. Gia luật tư đang thương cho bản thân, người săn sóc nàng dâu lúc này mở miệng nói một lần nữa. Ngay sau đó chỉ một hồi ồn ào bên ngoài, sau đó liền bắt đầu nghe người bên ngoài thúc giục đi ra. Lại nói gia luật tư mặc dù là công chúa liêu quốc, nhưng gà cũng là gà cho một người Hán, cho nên lễ cưới cũng chiếu theo Hán lễ. Phía ngoài thúc giục vài lần, sau đó gia luật tư liền bị thị nữ dắt ra khỏi gian phòng. Khi nàng ra khỏi cửa phòng, thì vừa vặn một đám người thanh niên đứng ở bên ngoài chờ đón, dẫn đầu chính là người thanh niên gầy gò trên người tuy là mặc hoa phục nhưng tướng mạo xấu xí người này là trương nghĩa tiên đệ đệ của trương nhân tiên bởi vì trương nhân tiên đang liệt giường miệng không thể nói cho nên chuyện đón dâu hiển nhiên giao cho đệ đệ của y rồi vừa rồi thúc giục cũng chính là từ miệng của y gia luật tư thấy bộ dạng trương nghĩa tiên trong mắt không khỏi lộ vài phần chán ghét So với Trương Nhân Tiên ngày trước tài giỏi, Trương nghĩ Tiên này là một người cực đoan. Y ở trong kinh thành nổi tiếng tham tiền háo sắc, cũng không biết bao nhiêu thiếu nữ trong thành bị y phá hoại. Mỗi khi Trương nghĩ Tiên ra phố, cả con đường cái đều không còn một mống, cho nên dân gian đều gọi hắn là Trương Không Nhai. Trương nghĩ Tiên đã sớm nghe nói qua tịnh quốc công chủ gia luật tư xinh đẹp, rốt cục thấy dung nhan người đẹp, mặc dù đức vương chính là tàu tử của mình, nhưng đã căn bản không để ý, dù sao ca ca cũng đã thành một tên phế nhân, thay vì để cho vị công chúa này đi nuôi dưỡng ca ca, chi bằng chính mình chiếm tiện nghi. Cho nên vừa mới bắt đầu, Trương Nghĩa Tiên liền đắm đối nhìn ra luật tư. Mặc dù trên mặt đối phương xoa so phấn thật dày, nhưng vẫn không cách nào che giấu khuôn mặt đẹp của gia luật tư. Gia luật tư thấy sắc mặt cùng bộ dáng Trương Nghĩa Tiên khiến người ta ghét bỏ, làm cho nàng không nhịn nổi, hư lạnh một tiếng. Đối với cái tên háo sắc này, nàng cũng không có bất kỳ cảm tình gì, chỉ có điều sau này về trương gia không tránh được phải cùng với đối phương gặp nhau Xong gia luật tư hạ quyết tâm sau này đừng nghĩ đến việc mình sẽ thể hiện thái độ tốt với đối phương dù sao thì nàng cũng là công chúa cho dù là làm dâu của trương gia cũng không phải ai cũng có thể khi dễ nàng đáng tiếc nàng vẫn còn rất đơn giản nếu nàng đoán được ý nghĩ trong lòng trương nghĩ tiên thì sẽ lập tức nổi giận chết cũng không gà đi đội ngũ giấc dâu Gia luật tư ra khỏi cung điện Gia luật Hồng Cơ và Hoàng hậu Tiêu Quan Âm sớm đã chờ ở bên ngoài. Gia luật Hồng Cơ là một người trung niên hơn 30 tuổi, dưới hàm giữ lại dâu ngắn, nhìn qua hết sức uy vũ, nhìn không ra chút nào là một hoàng đế trầm mê tiểu sắc mà bên cạnh y. Tiêu Quan Âm thật nhìn càng trẻ hơn nữa, tuy rằng đã có một đứa con trai gia luật tuấn lớn như vậy, nhưng bởi vì ngày thường được bảo dưỡng, thoạt nhìn giống như là thiếu phụ xinh đẹp hơn 30 tuổi, khắp người tản ra mùi hương phụ nữ chín chắn lôi cuốn, trên mặt cũng thủy chung lộ vẻ cười nhạt, nhìn qua tưởng nhã nhặn nhưng cũng làm cho người ta không dám thân thiết. Gia luật hồng cơ nhìn thấy trang phục con gái lộng lẫy, ngay lập tức trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt thương cảm. Sau đó giống như toàn bộ phụ thân bắt đầu dặn dò gia luật tư sau khi xuất giá hiếu kính cha mẹ chồng, chăm sóc chồng một chút. Đối với lần này, gia luật tư cũng hết sức là kính cẩn nghe theo, gật đầu đồng ý. Chỉ có điều trong lòng nàng lại cười lạnh, bởi vì nàng biết rõ căn bản vị phụ thân này không cần biết mình sau khi xuất giá như thế nào, thậm chí ngay cả trên mặt ông ta đều biểu lộ tình cảm giả bộ. Nếu ông ta quan tâm mình, cũng sẽ không nhấn tâm đem gả nàng cho phế nhân trương nhân tiên kia. Thật vất vả đợi cho gia luật hồng cơ nói xong, hoàng hậu tiêu quan âm cũng dặn dò vài câu, Gia luật tư đối với vị mẹ cả trên danh nghĩa này không có cảm tình gì, đặc biệt đối với đồ cưới bà tan chuẩn bị cho mình lại càng sinh lòng căm hận. Mấy ngày hôm trước, con gái ruột tiêu quan âm công chúa xuất giá đi nước ngụy, khoảng chừng 10 xe của hồi môn, hơn nữa tất cả đều là cực kỳ quý báu. Nhưng đến lượt mình chẳng những chỉ có 6 xe của hồi môn, hơn nữa tất cả đều là loại bình thường, chỉ bằng này có thể nhìn ra đối phương không công bằng như thế nào. Giờ đành tháng tốt đã đến, mời tân nương lên xe. Cuối cùng đã tới thời khắc gia luật tư xuất giá rồi. Lập tức gia luật tổng cơ và tiêu quan âm đưa gia luật tư đến bên ngoài cửa cung. Mà một khắc khi nàng đi ra cửa cung kia cũng nói lên rằng từ đó về sau gia luật tư không chỉ là một vị công chúa đồng thời cũng là dâu của trương gia. Đợi cho gia luật tư lên xe hoa rồi, đội ngũ rước dâu lập tức bắt đầu diễn tấu sáo và trống, sau đó đi quanh kinh thành một vòng, sau cùng lúc này mới đi đến Hán Thành phía bên nam Thượng Kinh nói tới thượng kinh chia làm hai bộ phận phân biệt là người khiết đan ở hoàng thành và người hán ở hán thành khiến cho toàn bộ thượng kinh chia làm hai bộ phận quan sát từ phía trên xuống liền phát hiện kinh thành là một dạng chữ nhật trương nhân tiên mặc dù là trọng thần trong triều nhưng cũng là người hán phù đệ hiển nhiên ở trong hán thành trương nhân tiên tôi rằng biến thành phế nhân nhưng phụ thân y trương hiếu kiệt vẫn là người quyền thế ngập trời cho nên hôm nay trương nhân tiên nghênh đón trịnh quốc công chủ trương phủ cũng là khách khứa đầy nhà Lúc đội ngũ rước dâu đến nơi này, trương phủ lập tức đốt pháo, cử hành tiệc cưới. Đối với bên ngoài tươi cười, gia luật tư cũng là bịt tai không thèm nghe. Tùy ý để người ta dẫn dắt đi vào chính sảnh trương phủ, kế tiếp chính là phải bái đường rồi. Lúc này Tân Lang hiển nhiên không thể do người khác thay thế, vì thế giới tình huống này cho nhân tin bại liệt rốt cuộc được hai người đầy tớ dìu đỡ đến tiền sành. Trương Hiếu Kiệt năm nay mới vừa vặn 50 tuổi, dáng người cao gầy, tướng mạo, cứng nhắc, nguyên nhân bởi vì thời gian nhận chức vị cao khiến cho trên người ông ta khí thế uy vũ cho dù là ngày đại hỷ của nhi tử trên mặt trương hiếu kiệt cũng không có quá nhiều nụ cười thậm chí khi nhi tử được người ta dắt ra trên mặt lại càng lộ ra vẻ thống khổ ông ấy bằng dù có năm nhi tử nhưng trong tất cả người con chỉ có trương nhân tiên mới kế thừa tài học học vấn thông minh lanh lợi của ông ta Vốn ban đầu ông ta đem hết hy vọng vào đứa con trai này, nhưng không ngờ đột nhiên bị bệnh lạ lại khiến cho đứa con trai xuất sắc nhất của mình biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ này. Gia Lật Tư tuy là tâm như chết rồi, nhưng đối với chính phu quân vẫn mang theo vài phần tò mò. Khi đối phương xuất hiện, nàng cũng không kìm nổi cẩn thận quan sát. Tuy là nàng mặc quần áo và trang sức người Hán, nhưng trên đầu không đội khăn von, mà chỉ dùng một tấm lụa mỏng màu hồng đỏ đội lên, bởi vậy nàng thấy rất rõ xung quanh diễn ra những gì. Chẳng qua là khi nhìn đến đối phương, gia luật tư vẫn không thể âm thầm thở dài một tiếng. Đối với cuộc sống của mình sau này, không ôm bất kỳ hy vọng gì. Chỉ thấy trước nhân tiên thân mặc một thân hỷ phục, nhưng sớm nó không có cái bộ dáng vẻ mặt hưng phấn, mà là toàn thân cứng nhắc, được hai người hầu diều, vẻ mặt dại ra, thậm chí trong miệng vẫn đang không ngừng hé mở, hướng ra phía ngoài chảy nước miếng chỉ có hai con mắt còn mang theo vài phần nhân khí xem ra không giống bề ngoài của y ngu như vậy giống như trong truyền thuyết nghe nói trương nhân tiên thỉnh thoảng phát điên nhưng ngày thường tinh thần và trí tuệ vẫn còn tỉnh táo rõ ràng chỉ có điều tay chân cứng nhắc không có sức quả thật giống như người đần độn trương nhân tiên được đỡ đến bên cạnh gian luật tư ngay sau đó sẽ phải bái thiên địa rồi tuy nhiên đúng lúc này phía ngoài ti khách hô lớn nói thái tử điện hạ đại tống dĩnh vương điện hạ Quảng Dương quận Vương Điện Hà đến đây chúc mừng. Theo đúng như tiếng kêu của ti khách, ngay sau đó chỉ thấy gian đoạt Tuấn dẫn theo Triệu Húc và đệ đệ Triệu Nhan mỉm cười đi vào. Đặc biệt là Triệu Nhan thấy Trương Nhân Tiên, nụ cười trên mặt càng trở nên rạng rỡ Sứ đoàn Đại Tống buôn Ba hơn một tháng, cuối cùng cũng đã tới Kinh Thành, so sánh mà nói, Lưu Quốc kém xa Đại Tống Phồn Hoa. Chẳng hạn như bọn người Triệu Nhan cùng nhau đi tới, rất lâu không có trạm dịch, chỉ có thể hạ trại nghỉ ngơi ở thôn quê, trên đường đi qua thành trì cũng không phải đặc biệt phồn hoa nói tóm lại hình ảnh lớn nhất để lại cho triệu nhan chính là hoang vắng đương nhiên dọc đường đi triệu nhan cũng không chỉ có lo gấp rút lên đường mà vẫn dùng chính ánh mắt quan sát đến đối thủ đại tống lớn nhất này nói tới nội bộ liêu quốc triệu nhan cảm thấy hứng thú nhất chính là vấn đề dân tộc chẳng hạn nước liêu quốc thành lập là người khét đan nhưng trong nước có rất nhiều người hán người bột hải người hồi cốt và các tộc người trong đó người hán lại là các đại tộc lớn nhất liêu quốc so với người khiết đan còn nhiều hơn nhiều triệu nhan rất muốn biết người hán và người khiết đan sinh hoạt như thế nào cũng chính bởi vì vậy cho nên mỗi lần đến một chỗ triệu nhan đều đã cố ý quan sát đến dân chúng người hán nơi đó kết quả khiến hắn không ngờ chính là dân chúng người hán bị người khiết đan ức hiếp như người hậu thế tưởng tượng mà là giống như người đại tống cũng có được cho mình đất đai cũng có người giàu và người nghèo ngoài ra đối với người khiết đan khống chế bọn họ cũng không có oán hận giống như đã sớm tiếp nhận việc dị tộc thống trị là hết sức bình thường mặt khác khiến triều nhan thất vọng cũng là thái độ của người đọc sách trong những người hán kia khi hắn tiếp xúc với sĩ tử người hán ở liêu quốc phần lớn đối với đại tống không có lòng trung thành theo bọn họ lưu quốc so với đại tống lập quốc phải sớm hơn cho nên bọn họ mới là vương triều trung nguyên chính thống hơn nữa những phần tử trí thức bình thường xưng lưu quốc là Bắc Triều, xưng đại tống là Nam Triều, điều này cũng đại diện trong lòng bọn họ, đại tống thật ra chính là một phần lưu quốc, chỉ có lúc trước được Triệu thị tách ra ngoài thôi. Cũng chính là những sĩ tử người Hán trên mặt có những ý nghĩ này, cho nên đối với sứ đoàn đại tống cũng không có hảo cảm gì, thậm chí những người này có thái độ đối với đại tống vẫn hết sức căm thù, thường xuyên hô to muốn thu phục Nam Triều, giành lại đất đai bị mất kỳ thật xuất hiện loại tình huống này cũng không có kỳ quái nói cho cùng thì quan niệm dân tộc của người xưa tương đối nhạt lại thêm liêu quốc tuyên bố chính mình mới là vương triều chính thống khiến cho những sĩ tử người hán sớm bị tẩy não hoặc là nói căn bản bọn họ không quan tâm người hán hay là người khiết đan thống trị mình đương nhiên cũng không phải tất cả sĩ tử người hán đều ôm lấy ý nghĩ ấy vẫn có tương đối một phần sĩ tử người hán cho rằng đại tống mới là chính thống chỉ có điều số lượng những người này không nhiều lắm bình thường vẫn chịu sự chèn ép của liêu quốc cho nên trợ nhan cũng chỉ nghe nói, cũng chưa bao giờ gặp những phần tử trí thức đại tống này. So sánh với phần tử trí thức, những người dân Hán bình thường kia lại càng không có quan niệm dân tộc và lãnh thổ. Theo họ, vô luận là người Khiết Đan hay là người Hán, chỉ cần để cho họ nuôi sống chính mình và người trong nhà thì bọn họ sẽ cam tâm chịu thống trị. Đối với phương diện tình huống này, trong lòng Triệu Nhân lại càng cảm thấy chịu nặng, bởi vì những tình huống này cũng chứng tỏ Liêu Quốc mặc dù là dân tộc du mục tạo dựng nên, nhưng trải qua nhiều năm thống trị, gốc rễ của nó cơ bản đã hết sức hùng hậu. Sau này cho dù là đại tống mạnh mẽ cứng rắn đứng lên, chỉ sợ không dễ dàng đánh bại sự thống trị thổ địa của Liêu Quốc như vậy. Về phần mấy thập niên sau, người nữ chân nhanh chóng nổi dậy, bọn họ chỉ là dùng cậy mạnh thô bạo đem toàn bộ Liêu Quốc đánh nát, sau đó tại đống hoang tàn một lần nữa thành lập một quốc gia nhưng biện pháp như thế hiển nhiên là không thích hợp với đại tống bởi vì đại tống cần chính là chinh phục mà không phải hủy diệt không thể nào giống như người nữ chân dùng thế dã man trực tiếp phá hủy nền văn minh tâm tình có thoáng chút nặng nề triệu nhân hôm nay rốt cuộc đi tới kinh thành liêu quốc rồi ngày thứ hai vừa mới vào kinh thành liền gặp được chuyện trịnh quốc công chúa xuất giá đấy chồng triệu nhân đối với lần này cũng không kinh ngạc bởi vì đêm đầu tiên hắn đến liêu quốc cũng đã từ chỗ hoàng ngũ đức được biết Trương nhân tiên phúc lớn giữ được mạng kia đã trở thành một người vô dụng, sắp sửa lấy đại lưu trịnh quốc công chúa ra luật tư. Thật ra, trên đường ra luật tuấn cũng đã tính toán thời gian, về vừa lúc một ngày trước đi đến thượng kinh tỷ tỷ của y đang xuất giá, chính là để tham gia tiệc cưới trịnh quốc công và trương nhân tiên. Lúc trước vừa mới bắt đầu, triệu nhân nghe được trương nhân tiên sắp cùng trịnh quốc công chúa thành hôn. Ngay lúc ấy cũng là hoàng sợ, tưởng tượng rằng trương nhân tiên đã khôi phục, nhưng không nghĩ tới là là quan hệ thông gia Gia luật hồng cơ vì lôi kéo trương hiếu kiệt không ngờ đích thân đem nữ nhi đẩy xuống hố lửa điều này cũng làm cho triệu nhan đối với gia luật hồng cơ có phần nhìn với cặp mắt khác xưa xem ra hoàng đế cũng không chỉ biết trầm mê tiểu sắc biết rõ trương nhân tiền vẫn như cũ không ngờ miệng không thể nói tay chân bại liệt triệu nhan cuối cùng cũng thả lòng tâm tình thậm chí vào đại hôn của đối phương hôm nay hắn vẫn có ý cùng với triệu húc chuẩn bị vài món lễ vật sau đó theo gia luật tuấn cùng đi đến hôn lễ bất luận là Trịnh Quốc Công Chúa hay là Trương Hiếu Kiệt đều là nhân vật trọng yếu đại liêu. Hai người bọn họ, vị trí hoàng tử có mặt tại lễ cưới như thế này cũng là rất bình thường. Mặt khác, Triệu Nhan cũng rất muốn nhìn bộ dạng Trương Nhân Tiên bây giờ. Thấy Gia Luật Tuấn và hai vị hoàng tử tiến đến, Trương Hiếu Kiệt cũng lập tức đứng lên. Tiến lên vài bước nganh đón, cười nói. Thái tử điện Hạ và hai vị hoàng tử đại giá Quang Lâm, hạ quan không có tự ra tiếp đón, xin ba vị không nên trách tội trương thể tướng khách khí ta cùng với tam đệ nghe nói nhân tiên huynh đại hôn nói đến trước đây nhân tiên huynh đi sứ đại tống ta bồn vương đã từng thiết yến tiễn đưa y lần này gặp không ngờ là nhân tiên huynh lại đại hôn thật sự là đáng mừng quá triệu húc lúc này lại cười nói không có chút nào nói tới chuyện bệnh của trương nhân tiên hơn nữa nghe giọng nhiệt tình giống hệt trương nhân tiên biến thành bộ dạng này không liên quan đến y bên cạnh triệu nhan thấy triệu húc bộ dạng nhiệt tình cũng không tránh khỏi cảm thấy có chút xấu hổ, xem ra da mặt mình vẫn chưa đủ dày. So với thủ đoàn biểu diễn kỹ xảo của Triệu Húc còn kém xa vạn dặm, chỉ ít hắn ở đây đối mặt phụ tử Trương Hiếu Kiệt không thể biểu hiện nhẹ nhàng như vậy. Chẳng qua lúc này Triệu Nhan cũng không có cảm thấy khi Trương Nhân Tiên nhìn thấy hắn và Triệu Húc tuy trên mặt cứ biểu lộ một mánh thờ ra. Nhưng trong ánh mắt lại mang theo kiều hận vô tận, thậm chí giống như hận không thể đem huynh đệ bọn họ sẽ thành mảnh nhỏ nuốt vào. Nói tới Trương Nhân Tiên, biến thành bộ dạng người chết y vẫn cho là chính mình mắc phải quái bệnh nhưng càng nghĩ thì càng cảm thấy có cái gì không đúng cho nên mỗi khi y tỉnh táo sẽ nhớ lại những việc trước khi phát bệnh kết quả cuối cùng y cảm thấy mình đốt hoàng cung đại tống sau đó đại tống mới bắt mấy người cho xong chuyện điều này hiển nhiên không giống bình thường nhưng mình mới từ đại tống trở về liền dính vào quái bệnh này nếu như quái bệnh của mình xem như là sự trả thù của đại tống thì mọi thứ đều có thể giải thích đương nhiên trước nhân tiên trước là chỉ suy đoán cũng không có bất kỳ căn cứ chính xác. Nhưng bộ dáng trương nhân tiên người không ra người, quỷ không ra quỷ, trong lòng sớm đã trở nên bóp méo. Lại thêm y với đại tống, thời gian qua đều không có bất kỳ thiện cảm gì. Cho nên y rất nhanh cho rằng phòng đoán của mình thành sự thật, cho rằng bộ dáng chính mình trở thành thế này đều do đại tống ban tặng. Hôm nay ở tiệc cưới nhìn đến Triệu Húc và Triệu Nhan, đây là hoàng tử đại tống, tự nhiên khiến trương nhân tiên nổi giận oán hận. Thời điểm ngày hôm qua Triệu Nhân và Triệu Húc vào thành, Trương Hiếu Kiệt đã đi cùng gia luật đồng cơ vào nghênh đón, cho nên ba người coi như là người quen, lên khách khí vài câu, sau đó Trương Hiếu Kiệt mời ba người Triệu Nhân vào nhà, rốt cuộc giờ lành đã đến, không thể trì hoãn nữa rồi. Nhất bái thiên địa, người chủ trì hô to một tiếng, gia luật tư và Trương Nhân Tiên cùng nhau hướng ra phía ngoài lại xuống dưới, chẳng qua Trương Nhân Tiên thân thể cứng nhắc, chỉ có thể do hai người hầu dìu bái xuống, nhìn qua lại chật vật, bên cạnh triệu Nhan nhìn bộ dáng trương nhân tiên lại nghĩ tới những người kia bị y làm cho chết cháy đặc biệt là bị nội thị liều mạng giữ gìn mầm khoai lang kia khiến cho triệu nhan đối với trương nhân tiên bây giờ chẳng những không có phân nửa đồng cảm ngược lại trong nội tâm còn mơ hồ có chút vui thích điều này làm cho khóe miệng của hắn cũng không khỏi mang theo vài phần mỉm cười gia luật tư thấy đệ đệ gia luật tuấn vẫn nhớ rõ hôn lễ của mình vốn tâm nàng như chết cho nhưng cuối cùng cảm thấy hơi có chút tốt người săn sóc nàng dâu chỉ dẫn cùng với trương nhân tiên bái thiên địa chẳng qua nàng vừa mới lại một chút liền thấy bên cạnh đại tống quảng dương quận vương mang trên mặt một nụ cười đầy thâm ý kỳ thật nàng đã hiểu lầm triệu nhan nhìn trương nhân tiên bên cạnh nàng chứ không phải nàng hơn nữa gia luật tư hiện tại trang điểm dày căn bản không nhìn ra tướng mạo sẵn có triệu nhan đối với vị công chúa này căn bản không có bất kỳ hứng thú gì Đối với người tham gia hôn lễ hiện tại, phần lớn là trên mặt mỉm cười nhìn hai tân nhân. Chỉ có điều thân phận triệu nhân đặc biệt, đứng cách gia luật tư gần nhất. Hơn nữa trên mặt hắn mặc dù đang cười, nhưng trong ánh mắt lại mang theo vài phần trả thù thích thú. Đến nỗi còn có mấy phần đắc ý, khiến thân là nữ nhân gia luật tư hết sức nhạy cảm, thoáng cái liền chú ý tới triệu nhân. Đặc biệt là gia luật tư còn nghĩ đến thân phận của hoàng tử đại tống triệu nhân, lập tức làm cho nàng phản ứng quá mức tưởng rằng triệu nhân đang cười nhạo chính mình nói cho cùng Gia luật tư đừng đừng là một vị công chúa nhưng bây giờ gà cho người vô dụng trương nhân tiên mà triệu nhân lại là hoàng tử đại tống thấy nàng công chúa nước thủ địch không ngờ rơi vào kết quả như vậy chê cười nàng cũng rất bình thường gia luật tư trên mặt vốn trong lòng có chút chuyển biến tốt đẹp nhưng lập tức càng trở nên thêm tồi tệ đặc biệt là nghĩ đến triệu nhân và triệu húc về sau trở lại đại tống nhất định sẽ đem hôn sự của mình làm thành chuyện hài nói ra đến lúc đó chẳng những người của Lưu Quốc biết rõ nàng đường đường là một vị công chúa gả cho một tên phế nhân, thậm chí ngay cả toàn bộ đại tống đều chế giễu mình, khiến Gia Luật Tư trong lúc nhất thời tức giận, nhưng cũng không có biện pháp nào, cuối cùng đành phải hung hăng chừng mắt nhìn Triệu Nhan. Ơ, ờ, nàng trừng ta làm gì? Cảm giác của Triệu Nhan cũng vô cùng nhạy bén thoáng cái liền thấy được ánh mắt Gia Luật Tư có phần hung ác, điều này làm cho hắn đầu tiên là sừng sốt trong lòng cũng đầy nghi ngờ, lẽ ra chính mình và vị Trình quốc công chúa hẳn là lần đầu tiên gặp nhau không thể nào có cái gì là ân oán nhưng đối phương vừa rồi nhìn hắn lại giống như kẻ thù quả thực khiến người ta hơi không hiểu ra sao cả lão hoàng các ngươi điều tra ra chưa việc Trịnh quốc công chúa tóm lại là xảy ra chuyện gì buổi sáng sau ngày tham gia hôn lễ của trương nhân tiên triệu nhân tới chỗ hoàng ngũ đức thăm dò tình hình ngày hôm qua ánh mắt trịnh quốc công chúa đối với hắn hết sức tò mò đó là lý do khiến hắn bảo hoàng ngũ đức giúp mình tra tình hình đối phương một chút hiện tại bọn triệu nhan chính là ở thượng kinh dịch quán mỗi ngày hoàng ngũ nước thức dậy sớm một chút sau đó đem tin tức tình báo ngày hôm qua sắp xếp sửa sang có một số việc còn phải báo cáo cho triệu húc lập tức thả tin tình báo trong tay ra cười nói <cười> quận vương ngài cũng quá nóng lòng tình hình về trương quốc công chúa kia ta đã điều tra rõ nhưng cũng không có phát hiện cái gì khác thường có phải hay không quận vương ngài ngày hôm qua nhìn lầm rồi không có khả năng Ngày hôm qua chính nàng dùng một ánh mắt hung dữ nhìn ta chằm chằm, giống như có kiều hận với ta, tuyệt đối ta không có nhìn lầm. Triệu Nhan chắc như đinh đóng cột nói, ngay sau đó hắn ngẫm nghĩ một chút, tiếp hướng Hoàng Ngũ Đức nói: "Lão hoàng, đem tin tức tình báo các ngươi tra được về vị Trình Quốc công chúa cho ta xem một chút, nói không chừng ta có thể phát hiện gì đó." Hoàng Ngũ Đức nghe được Triệu Nhan vẫn còn cố chấp với loại chuyện nhỏ này, lập tức cũng không có cách nào hơn, đành cười cười, sau đó từ đầu bàn cầm tờ giấy đưa cho hắn nói: Quận vương mời xem, đây chính là tình hình trịnh quốc công chúa. Mẫu thân nàng là công nữ bình thường trong hoàng cung liêu quốc, bởi vì xinh đẹp được hoàng đế sủng hạnh, sinh hạ trịnh quốc công chúa, sau đó không đâu bệnh qua đời. Người nhà mẹ đẻ cũng không còn ai. Tuy rằng vị công chúa xinh đẹp độc nhất nhưng lại không được xem trọng lắm. Triệu Nhan nhìn một chút tin tức tình báo về Trịnh Quốc công chúa, kết quả phát hiện đúng như lời lão hoàng, công chúa này tên là Gia Luật Tư, ngoại trừ diện mạo xinh đẹp một chút, thân thế đau khổ một chút, cũng không có bất kỳ cái gì đặc biệt cả, nhưng sau khi thấy mặt triệu nhân khẽ kêu một tiếng kinh ngạc bởi vì gia luật tư trả hề muốn gà cho trương nhân tiên từng cầu xin gia luật hồng cơ vô số lần đáng tiếc là không có bất kỳ hiệu quả cuối cùng vẫn bị buộc gà tới triệu nhân cẩn thận suy nghĩ lại lại cảm thấy rất bình thường nói cho cùng không có nữ tử nào hy vọng gà cho một người vô dụng nghĩ đến những thứ này triệu nhan cũng không tránh khỏi đối với vị trịnh quốc công chúa kia có chút thông cảm nhưng khi hắn đem một tờ sau cùng mở ra vẻ mặt cũng là hết sức kinh ngạc kinh hãi ngẩng đầu nhìn hoàng ngũ đức một cái nói đạo hoàng tin tức tình báo hoàng thành thi của các ngươi thật sự lợi hại đó thậm chí ngay cả loại chuyện này cũng có thể hỏi thăm được chỉ thấy tin tức tình báo trong tờ cuối cùng viết tối hôm qua công chúa đại hôn Trình Quốc công chúa và phò mã phân phòng mà ngủ. Đối với lần này vợ chồng Trương Hiếu Kiệt cũng không có ý kiến, từ đó có thể biết Trương Nhân Tiên sớm đã bất lực. Mặc dù tin tức này rất ngắn nhưng tuyệt đối thuộc về Trương phủ, Hoàng Thành Ti có thể bắt được loại tin tức này, chỉ có thể nói rõ bọn họ trong Trương phủ nhất định có do thám, bằng không nhất định không thể nào nhanh như vậy đã nhận được tin tức và còn có thể đưa đến để trên đầu bàn của Hoàng Ngũ Đức. Trong quá lần này Triệu Nhan cũng đã đoán sai, chỉ thấy Hoàng Ngũ Đức nhìn tin tức tình báo trên tay Triệu Nhan nhưng lại cười một tiếng nói: Khởi <laughs> bẩm quân vương, Hoàng Thành Ti chúng ta cũng không phải là lợi hại. Lại nói tiếp Hoàng Thành Ti chúng ta, mặc dù sắp xếp nhân sự ở quý phủ Trương Hiếu Kiệt, nhưng vị trí không cao, giống như tin tức như thế ít nhất phải một hai tháng có thể nhìn ra một ít manh mối. Chỉ có điều tin tức tình báo này cũng là người trong trương phủ truyền tới đây, với lại hiện tại ồn ào cả tượng kinh, ai cũng biết rồi. Nghe được lời mà Hoàng Ngũ Đức nói, Triệu Nhan cũng kinh ngạc ngẩng đầu lên. Người trong trương phủ, chuyện như vậy có như là việc xấu trong nhà trương phủ đi à? truyền đi chẳng những sẽ để cho trương nhân tiên sau này không mặt mũi gặp ai ngay cả nét mặt trương hiếu kiệt cũng sám lại rốt cuộc là ai to gan như vậy cũng dám đem chuyện này truyền đi <laughs> còn vương có điều không biết trương nhân tiên có một đề đề gọi là trương nghĩa tiên người này ở kinh thành đúng là nổi danh hành sự không thành bại sự có dư ngày hôm qua sau khi tiệc cưới tan người này nửa đêm lại chạy đi cùng người uống rượu kết quả đem chuyện ca ca ý bất lực nói ra về sau người hoàng thành ti chúng ta cũng là nghe được tin tức này vừa đi qua chứng thực mới đưa tới Hoàng Hữu Đức bề mặt xấu xa tươi cười nói: Đối với Triệu Nghĩa Tiên người ngu ngốc như vậy, tuyệt đối cái loại tin tức tình báo này bọn quan viên thích nhất, bởi vì bọn họ có tốn một số tổn phí rất lớn tiền tài vật lực đều không có tin tình báo cũng rất dễ dàng từ trong nhà truyền tới. Thì ra là như vậy. Năm đó Trương Nhân Tiên thì thông minh danh lợi, phụ thân của Y Trương Hiếu Kiệt càng là trọng thần Liêu Quốc lại không nghĩ rằng còn có một đời đệ đệ Trương Nghĩa Tiên. Triệu Nhan nghe đến đó lẩm bẩm ngay khi triệu nhan vừa dứt lời chỉ nghe bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân ngay sau đó triệu húc đẩy cửa đi vào thấy triệu nhan cũng ở đây lập tức cười một tiếng nói <laughs> thế nào tam đệ tìm được nguyên nhân vị trình quốc công chúa trừng ngơi chưa đừng nói nữa đã hoàng đem tin tình báo vị trình quốc công chúa cùng trương nhân tiên đêm qua phân phòng ngủ đều đã tới nhưng ta cũng không có phát hiện đối phương tại sao trong hôn lễ lại trừng ta chẳng lẽ nàng là đối với ta vừa gặp đã yêu nhưng khi đó cũng đã xuất giá cho vi phụ cho nên mới phải vì yêu sinh hận Triệu Nha nói xong lời cuối trên mặt cũng không lộ ra một loài vẻ mặt tự kỳ, lại nói tới vẻ ngoài của bản thân cũng không kém, chỉ ít so với Trương Nhân Tiên phế nhân kia mạnh hơn nhiều, cho nên hắn cảm thấy chính mình suy đoán việc này cũng rất có thể chính là sự thật. Nhìn đến đệ đệ của mình không có bộ dạng nghiêm trình, Triệu Húc cũng cười ha ha, chỉ lát sau lúc này mới nghiêm túc đối với Hoàng Ngũ Đức nói: "Ngày đó ngươi đề nghị ta suy nghĩ một chút, mặc dù làm như vậy có phần hơi mạo hiểm, nhưng quả thực có thể thử một lần." nghe được lời mà triệu húc nói hoàng ngũ đức lập tức lộ ra một vẻ mặt kích động nói dĩnh vương điện hạ anh binh chỉ cần chuyện này có thể làm thành nhất định có thể tạo cơ hội cho phụ tử gia luật trọng nguyên nắm bắt cho dù không có làm phản cũng tuyệt đối sẽ làm cho triều đình liêu quốc đại loạn à hai người các ngươi đang nói cái gì đấy sao ta nghe không hiểu triệu nhân nghe đến đó không hiểu ra sao nói hắn chỉ có nghe được chuyện thảo luận đề cập đến gia luật trọng nguyên nhưng không nghĩ ra rốt cuộc là chuyện gì <laughs> Quân vương như thế nào đã quên, lần trước chính người nhắc nhở lão nô, phụ tử gia luật trọng nguyên chắc chắn là đã có phản tâm. Chỉ có điều hiện tại trên triều đình đã bị gia luật ất tân, gia luật nhân tiên và trương hiếu kiệt giam chân, cho nên mới không dám làm. Nhưng chỉ cần đem sự cân bằng này phá vỡ, tự nhiên cũng liền cho bọn hắn một cơ hội. Mà biện pháp tốt nhất phá vỡ cân bằng chính là gạt bỏ tên gia luật nhân tiên có nhân duyên không được tốt lắm đi. Về mặt Hoàng Ngũ Đức lúc này âm hiểm thấp giọng cười nói. Triệu Nhân nghe đến đó ánh mắt cũng sáng lên, ngay sau đó sốt ruột khó chịu hỏi tới. Đại ca và lão hoàng hai người các ngươi định dùng nguyện pháp gì lật đổ ra luật nhân tiên, lúc nào có thể hiệu quả? Thấy bộ dạng Triệu Nhân bội vàng, Triệu Húc cũng cười nhàn một tiếng nói: "Tam đệ không cần sốt ruột, lúc trước rời khỏi Đông Kinh, phụ thân để cho ta tùy cơ ứng biến, cho nên Ngũ Đức liền đem chuyện của gia luật trọng nguyên nói cho ta biết, ta cũng suy tính hai ngày mới ra quyết định. Về phần làm sao đặt đổ ra luật nhân tiên, chúng ta cũng chỉ có thể ra sức và kế hoạch, về phần có thể thành công hay không vậy thì lại phải xem phụ tử gia luật trọng nguyên cùng với đám người gia luật ất tân trương hiếu kiệt sẽ phản ứng như thế nào đại ca người đừng nói nhảm nữa mau nói cho ta biết các người rút cuộc tính toán như thế nào triều nhan không thể không sốt ruột bởi vì hắn biết rõ phụ tử gia luật trọng nguyên nhất định sẽ làm phản chỉ có điều thời gian trên có sớm muộn gì thôi cho nên hiện tại triều húc muốn biết kế hoạch của bọn họ miễn cho trời đưa đất đẩy làm rối loạn kế hoạch của phụ tử gia luật trọng nguyên Quản vương đừng vội, Lão Nô và Dĩnh Vương Điền Hạn này ra phương pháp xử lý là như vậy. Hoàng Ngũ Đức nói xong, liền đem chuyện tính toán ra sao, ngấm ngầm mưu tính ra luật nhân tiên nói một lần. Kết quả Triệu Nhân sau khi nghe xong, cũng không khỏi lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Nghĩ thầm Lão Hoàng không hổ là chuyên gia, làm châm ngòi ly gián xác thực so với người khác là am hiểu. Kế hoạch phức tạp như vậy, đổi lại nào hắn, nhất định không nghĩ ra được. Khi ba người Triệu Nhan bọn họ đang tính toán kế sách liều quốc, trên kinh thành phía miền nam trong trương phủ đã loạn thành một bầy chỉ thấy trương hiếu kiệt nhớn nhác đứng ở đại sành vài người hầu giữ lấy con của ông ta trương nghĩa tiên mặt khác hai người hầu cao lớn một côn lại một côn đánh vào sau lưng trương nghĩa tiên khiến cho trương nghĩa tiên kêu lên thảm thiết tựa như là giết heo tất cả hạ nhân trương phủ đều câm như hến ngay cả trương phu nhân luôn yêu mến trương nghĩa tiên cũng không dám đứng lên khuyên bảo Điều còn bất hiếu ngày hôm nay lão phu phải đánh chết ngươi xem về sau còn dám ở bên ngoài nói bậy hay không chỉ thấy trương hiếu kiệt ở trong rảnh đi tới đi lui vài chuyến cuối cùng chỉ vào trương nghĩa tiên nổi giận mắng cha cha con cũng không dám nữa cầu xin người đừng đánh tiếp nằm sấp trên mặt đất trương nghĩa tiên một bên kêu thảm thiết một bên liên tục cầu xin Ngày hôm qua, gã không cẩn thận đem chuyện ca ca Trương Nhân Tiên bất lực truyền ra, rất nhanh truyền đi khắp kinh thành. Hiện tại tất cả mọi người đối với Trương Phủ chỉ chỉ trò trò, khiến Trương Hiếu Kiệt hận không thể đánh chết đứa con trai này. Nhìn đến đứa con bị đánh tình trạng thê thảm, bên cạnh Trương Phu Nhân rút cuộc nhìn không được rồi, lập tức chạy tới nằm trên người Trương Nghĩ Tiên, hô to đối với Trương Hiếu Kiệt nói. Lão ra, người không được đánh tiếp, nghĩa nhi gần đây thân thể yếu, đánh như vậy thêm nữa là xảy ra án mạng đấy. Nhìn đến Trương Phu Nhân nằm ở trên người Trương Nghĩa Tiên, hai bên người hầu tự nhiên không dám đánh nữa. Trương Hiếu Kiệt nhìn đến đây lập tức cũng không khỏi thở dài một tiếng, phất phất tay để cho hạ nhân lui xuống. Mà Trương Phu Nhân lập tức gọi đại phu tới bôi thuốc cho con trai, sau đó dự định mang trở về phòng để cho gã nghỉ ngơi. Tuy nhiên, đúng lúc này, chỉ thấy ra luật tư từ phía hậu viện đi tới sau đó đối với trương hiếu kiệt và trương phu nhân nhẹ nhàng nói phụ thân mẫu thân hôn lễ đã hoàn thành rồi con dâu muốn cùng phu quân chuyển ra bên ngoài đến phủ công chúa ở mong phụ thân chấp thuận Hôn lễ ngày hôm qua tiến hành tại Trương Phủ, nhưng đó là gia luật hồng cơ tỏ lòng đặc biệt ân sủng đối với Trương Hiếu Kiệt. Trên thực tế, mỗi công chúa xuất giá tự nhiên là có phủ công chúa. Hôn lễ cũng cử hành ở nơi đó. Phò mã và công chúa đều ở nơi đó cũng là bình thường. Gia luật tư hiện tại đề xuất yêu cầu chuyển ra cũng rất bình thường. Với bộ dạng chức nhân tiên, lại thêm gia luật hồng cơ đặc biệt ban hôn cử hành hôn lễ tại Trương Phủ, khiến Trương Hiếu Kiệt hoàn toàn có thể đề gia luật tư ở tại Trương Phủ, nhưng hôm nay, Trương Nghĩa Tiên tiết lộ chuyện gia luật tư hôm qua không động phòng với Trương Nhân Tiên. Điều này làm cho Trương Hiếu Kiệt quả thực không còn mặt mũi giữ nàng lại nữa. Cho nên cuối cùng đành phải thở dài một tiếng nói Được rồi, con và Nhân Tiên lên giờ đến phủ công chúa đi. Hy vọng công chúa nể vợ chồng ta đối xử tốt với nhi tử của ta. Phụ thân yên lòng, con dâu nhất định tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn mực đạo đức sẽ không để cho phu quân chịu ủy khuất Gia luật tư ở ngoài mặt hết sức bình tĩnh, nhưng trong lòng nàng thì vui như hoa nở. Vốn nàng không muốn ở tại trương phủ, đặc biệt trong này còn có loại người trương nghĩa tiên. Lúc trước nàng cũng biết phụ thân ngầm đồng ý cho nàng ở lại trương phủ, lý do chính là sức khỏe trương nhân tiên cần phải có người chăm sóc. Đối với lần này nàng cũng không có biện pháp từ chối. Nhưng không nghĩ tới cái bao cỏ trương nghĩa tiên kia lại giúp mình một đại ân, chỉ có thể rời khỏi trương phủ, mình cũng liền có thể giành được không ít tự do gia luật tư lập tức đứng dậy trở về sau đó chính mình sai hạ nhân khuân của hồi môn lên xe cuối cùng sai người đem trương nhân tiên mang lên xe ngựa hơn nữa để cho vợ chồng trương hiếu kiệt yên lòng nàng vẫn cố ý ngồi cùng trương nhân tiên trên một chiếc xe ngựa có lẽ bởi vì vừa kết hôn trương nhân tiên ngày hôm qua đến hiện tại cũng chưa hề phát điên tình trạng vẫn hết sức tỉnh táo khi y và gia luật tư cùng nhau ngồi lên xe ngựa trong lòng hết sức kỳ quái chỉ là bởi vì không thể nói chuyện cho nên chỉ có thể dùng ánh mắt dò hỏi đối phương Gia luật tư vừa mới cũng không để ý tới Trương Nhân Tiên, nhưng đối phương lại cứ nhìn chằm chằm vào nàng, khiến trong lòng nàng cũng từ từ bực bội. Cuối cùng có chút tức giận trừng mắt nhìn Trương Nhân Tiên nói. Để để của ngươi đem chuyện phân phòng của chúng ta ngày hôm qua truyền ra ngoài, kết quả toàn bộ kinh thành đều đang chê cười chúng ta. Bản công chúa đương nhiên không muốn ở trương phủ nữa. Ừ. Gia luật tư vừa dứt lời, Trương Nhân Tiên lập tức trừng mắt, trong đôi mắt bắn ra lửa giật. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Ninh Duy theo dõi hết tập 50 của Bắc Tống Nhàn Vương. À, ở tập này thì à, thật sự ra thấy à, rất là thương cho cái cô gia à, luật tư này và cũng không biết rằng là à, sau này thì ông à, Triệu Nhan của nhà mình ông có làm gì cô gia luật tư này hay không nhưng mà thấy liếc liếc nhau và nhìn nhau căm hờn như thế là khả năng là sắp tới là cũng có dính dáng đến nhau đấy. Xin như thế mà không phớt thì nó cũng hơi phí. <laughs> Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 51.